Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Hành trình phá án vụ cô gái mất tích đúng ngày 29 Tết. Ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an thành phố Thu Đức lấy lời khai nghi can Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê Tiền Giang để xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Qua làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Nghi can khoa thừa nhận hành vi sát hại chị Vi Thị T 25 tuổi, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và cướp một số tài sản của chị này. Chiều ngày 8 tháng 2 29 Tết chị T liên lạc với gia đình để thông báo chuẩn bị về quê ăn Tết. Tuy nhiên, trong chiều và tối 29 Tết, người nhà không thấy chị T về. Gia đình đã liên hệ với người quen, bạn bè của chị T để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngay trong tối 29 Tết Gia đình chị T đã đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook tìm người mất tích, nhưng cũng không nhận được manh mối nào. Được biết, chị T làm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cốt Phong Phú, phường Tăng Nhân Phú B, sinh sống với người yêu tại phòng trọ ở đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Tuy nhiên, người yêu của chị T đã về quê ở Phú Yên khoảng một tháng trước. Sáng 30 Tết, người yêu của chị T liên hệ với gia đình và cho biết có nhờ người đến tận phòng trọ tìm hiểu nhưng cửa phòng bị khóa ngoài. Người này phá cửa phòng vào kiểm tra thì không thấy tung tích chị T. Trong trưa 30 Tết, gia đình chị T từ Đồng Nai lên phòng trọ. Khi kiểm tra, họ thấy trong phòng có xe gắn máy, trên xe có treo các túi đồ để chị T mang về quê. Tuy nhiên, ba lô cá nhân, điện thoại, chìa khóa xe của chị T thì không tìm thấy gia đình đã trình báo công an địa phương về sự mất tích kỳ lạ của cô gái trẻ này. Nhận định đây có thể là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố. Hồ Chí Minh và công an thành phố Thủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc. Công an đã trích xuất camera khu nhà trọ và những khu vực xung quanh. Qua dữ liệu camera, lực lượng chức năng chỉ thấy chị trường hợp đi xe máy về nhà trọ và không thấy chị trở ra. Trong khi đó, nguyễn đăng khoa liên tục chở những túi màu đen ra khỏi khu trọ rồi trở về chuyển những túi tương tự ra ngoài với sự khẩn trương vào cuộc và sự phối hợp của cơ quan chức năng cũng như người dân công an thành phố hồ chí minh đã phát hiện những phần thi thể chị th ở khu vực vắng nhiều cỏ xác định nguyễn đăng khoa là nghi phạm số một nên một mũi trinh sát ngay lập tức lên đường ra bình định làm việc với đối tượng này biết không thể chối cãi gã đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Đăng Khoa, củng cố chứng cứ để xử lý theo đúng quy trình tố tụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.